Chúng ta đây là chiếc vòi rửa bát nóng lạnh cao cấp được chiếc vòi có chất liệu được làm từ niken, đồng, inox và nhựa là cái chuôi này thôi ạ. Đây các bạn thấy vòi rất là lớn, các bạn thấy to tôi nắm vừa đúng bằng nắm tay. Chất nặng rất là nặng, vòi này có trọng lượng là 2 cân, riêng vòi này có trọng lượng là 2 kg. Đó. Nước đây, các góc cạnh rất là mượt mà, được bo tròn, rất là đẹp, nóng lạnh. Và chiếc vòi chúng ta có thể quay 360 độ. Ok, đẹp. Đây là phần chuôi để lắp ở phía dưới để gắn chiếc vòi với cái chậu của chúng ta. Đây là một cuộn băng tan chống giọt nước để khi lắp đặt các bạn cuộn vào để chống giọt nước. Và cuối cùng là có một cặp dây. Cặp dây nóng lạnh các bạn. Đó, đây là toàn bộ chiếc vòi. Vòi chúng ta được đây là chiếc vòi mã là VH611. Chiếc vòi nhập khẩu có giá bán giao cho các bạn ra hàng tận nơi là 1.800.000 đồng các bạn. Chúng tôi giao hàng toàn quốc nhé. Đối với các bạn ở tỉnh thì xa thì các bạn hãy chuyển khoản đặt hàng bằng cách chuyển khoản thiện chí là 500.000 đồng, sau đó chúng tôi sẽ được đơn hàng, chúng tôi sẽ chuyển hàng cho các bạn theo đường bưu điện, các bạn nhận hàng, các bạn thanh toán phần còn lại. Ok, hàng các bạn khi nhận hàng các bạn hoàn toàn có thể kiểm tra hàng, nếu như hàng không đúng như giới thiệu, không đúng như quảng cáo, chất lượng không đúng như giới thiệu thì các bạn có quyền từ chối nhận hàng. Và cái phần tiền các bạn đặt cọc thiện chí chúng tôi sẽ hồi lại cho các bạn chỉ trong 1 đến 2 ngày thôi ạ. Vâng, đây là toàn bộ sản phẩm của chúng ta. Đó, các bạn đặt hàng thì mong rằng các bạn hãy ủng hộ cho tôi. Tôi là Hoàng Ngọc Yến, chuyên viên chăm sóc khách hàng, chuyên viên phòng kinh doanh. Rất mong được phục vụ các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn nhé.
bạn là đây là sản phẩm mới, sản phẩm nhập khẩu mà chúng tôi nhập khẩu về và triển khai thị trường. Rất mong là các bạn ủng hộ chúng tôi. Sản phẩm được vận chuyển miễn phí và bảo hành đối với chậu là 2 năm và đối với vòi nước là 5 năm thưa các bạn. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn có nhu cầu, mong rằng các bạn hãy ủng hộ chúng tôi. Chào các bạn.